Ngon quá. Cái này ngọt dữ lắm luôn á. Thơm. Thơm ha. Của chính chị. Cẩn thận nha. Để luôn các bạn ơi. Xin chào cô chú anh chị, các bạn xem kênh của Lo Nhãn nha. Thì sáng nay thì gia đình mình tiếp tục là đi thu hoạch nhãn cô chú anh chị. Nhưng mà bữa nay thì mình đi thu hoạch nhãn da bò này, ở sau là ở phía trên. Chị Hai đang leo trên cây. Đấy hả mẹ? Chào cả nhà. Tốc độ vậy đó hả chị? Nhãn này nhãn da bò cô chú anh chị. Ở nhà mình thì cưa nhiều lắm rồi. Còn chỉ có tầm khoảng chục cây à. Chết đó, không quên cả nhà. Đang cũng chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Hai leo quá rồi. Sửa cụ cái này đi ha, người qua cái kia để em. Em bao xô nguyên cây kia luôn không? Ở xô. Hồi nãy nhìn ở dưới nhìn lên thấy có hai bên chồng mà. Cũng chèo lên đây mất rồi mới qua bên kia. Nhưng mà thôi không ngại chị, anh đây thấy bổn quá à. Ừ, cây bên đây là nó nằm tới dưới đất luôn, cô chú chị. Nhãn này bé không biết mệt. Thôi nãy cây kia để em cây chế bé cây này ngon này. Dạ, anh ơi, cứ dạ. Qua anh đây nè. Chùm hết hướng đây á. Thôi bên đây nhóc luôn. Ồ, nhiều lắm nha. Đụng tròn không à. Ôi, vậy mà nó có nhãn non nữa kìa. Phía bên đây thì cái cây máng cầu của mình, cô chú chị. Lần đầu tiên hái phải không? Dạ. Đó. Ồ, nó thấp thấp không mà. Quá trời rồi nha. Cho mẹ hái nấm này nè mẹ. Như mấy cây này, nó nhỏ vậy mình bẻ khỏe chứ như nhãn mình lúc trước nhãn lẩu cô chú anh chị. Leo bẻ cực chứ lắm. Leo thôi. Chơi vơi luôn. Hồi hôm bữa ở video trước đó, thì mình cũng có chia sẻ là mình nhà mình có nhãn da bò, cô chú cần liên hệ thì hôm nay cũng được cô chú ủng hộ rồi. Này là bẻ là phải nội thôn xuống luôn hết rồi. Ở phía sau lưng mẹ còn chùm nữa kìa. Thôi cái này một xe không hết à. Ở dưới à. Chứ tính xe không hết đâu. Xong rồi mình chỉ xe trái nữa thôi cô này. Quá quá im. Nhãn tơ thì dễ bẻ thôi. Dạ. Chín vậy trái ơi. Chín cây luôn. Ở trên con trái cũng già luôn rồi kìa. Mẹ thôi thử mẹ. Ôi, mềm mềm xèo quá mẹ. Ôi, ở đây cũng có chiếc nhỏ. Ôi, nó sợ rụng cuốn luôn à. Ôi, ngon quá. Xé cái bọc ở dưới lên nè. Ôi, chín dữ rồi mẹ ơi. Ôi, ôi, chín ngon nè. Là chắc hồi nãy bé Thư bóp quá rồi. Ôi, cả nhà ngon quá sợ cuốn luôn. Cái da nó trắng tươi cơ nè. Của con nó tự gớt cuốn luôn. Tách ra làm hai thứ nè. Bé Thư chạy đi thăm nữa rồi cơ. Ừ. À, rồi chín cây rồi cô chú anh chị. Không à. Cái này là buồn rồi nè. Chín nó càng chín nó giỏi nó cả cám rồi nè. Dạ. Không cái này buồn luôn rồi. Cái đó hư rồi chú ơi. Ngon quá ha. Ngon quá. Có hả? Có rồi. Còn ở trên nữa kìa là. Anh bạn là ở trên chín nữa nè. Rồi đúng luôn rồi. Xu được trái nữa rồi nha. Quá hiểm. Quá chua. Quá rồi. Thôi bước vô lấy ra mai rồi thôi. Ủa có nhãn trắng là nhãn gì Út? Nhãn trắng và nhãn lông đó con. Nhãn trắng và nhãn lông. Lông nhãn trắng. Mẹ, mẹ bẻ cái chùm ngay mặt con giùm con lên nè. Tới không? Không tới thì cháu thành mẹ. Gần sao bốn Út Thành bay qua tới chợ đang nhảy luôn. Hồi đó nhà mình nhãn bự nhiều quá cô chú, cái mỗi lần mà chèo lên cây nhãn bự bắt đầu chọc à. Nhà chèo lên cây này là nhìn thấy chợ luôn á, tại nó cao quá. Một cây nhãn mà đẻ tới mấy đợt mới xong. Cái đùm nó như cái đùm nho vậy á chứ. Cái là nó như đùm nho, đùm dạ. Luôn. Đùm bồng bon. Nhãn này đùm tròn tròn không mà nó không có gâu nhiều. Ở bên phía đó còn mấy chùm lúc cái thương về đùm tròn tròn. Dạ. Hồi xưa mà bẻ nhãn mà nói có màu chim ăn gì là lái thích lắm nè. Dạ.
Mà bây giờ cái màu này là màu đất. Coi trái na bự nè cháu. Dạ chứ mẹ. Trái na này dài con. Bé luôn. Ủa trái na muốn bằng cái mặt luôn. Hồi năm đây rồi là của mình bự vậy không đó. Cái bự bự không mà. Sao năm nay làm như nó teo lại còn nhỏ nhỏ. Làm như nó ngạn lão cái nó không cho trái bự nữa vậy nè. Dạ. Hết trời luôn. Đầy ụ luôn. Cho gửi mấy cái na luôn. Không bỏ vô vỏ kìa. Để mình kiếm chỗ lạc hết con. Ủa, Thành có vỏ. Mình là chỗ mát mình lạc đi. Dạ. Cẩn thận nha. Để luôn mấy bạn ơi. Ok. Cái dừa mình trồng bắt nước rồi đó nè. Mới vừa có cơm à. Dạ. Nhãn này hay gọi là nhãn lông hoặc là nhãn trắng đây hả nè. Nhãn trắng. Dạ. Một cây mà ba loại trái. Cái nhãn này quá trời đẹp luôn nè cô chú anh chị. Nhớ hồi xưa mua nhãn này nè, mẹ kể là nhãn này nè. Nhãn này ăn lúc vỏ nè. Dạ. Ôi, này nó đẹp. Này nó đẹp hơn nhãn sữa. Nhãn lông. Nó đẹp, nó cái màu đỏ nó đẹp ghê. Chứ có thịt. Dạ, nó còn hơi yếu. Có mấy trái trên này nó đẹp lắm. Mấy trái ở phía trên nó là chín dữ rồi đó. Ôi ôi đừng để giữ đâu Thành. Tiếp út, tiếp út. Tiếp út cho Thành nha. Mấy trái này là nó chín dữ lắm rồi. Chín đen á. Chín nó cũng đổi màu hả Trân? Dạ. Đặc biệt là cái trái nhãn lông là cái hộp nó bị nứt cả nhà. Dạ, cái hộp nó ở giữa nó bị nứt có làn trắng nha. Cũng màu tím. Quá ngon. Nếu như mà nó chín quá là nó sẽ bị da cám lại hả cô? Bởi vậy mỗi loại nhãn nó có cái vị ngon khác nhau. Đúng rồi. Su là đạo nhãn mà. Nhãn này đặc biệt là có nước nhiều á, su húp đã luôn. Quen nhãn. Ngon quá ha. Cả nhà ơi, ở trong cái hộp nó tím luôn nè cả nhà. Cái nhãn lồng mà nó mới vừa chín xong rồi nó mới vừa tới đẹp như phương chất. Ừ. Màu nó bóng đẹp ghê luôn á. Bóng. Đẹp gì đâu, thịt dòm là thấy thương nha. Cái nhãn không biết sao dở như thấy là muốn ăn nè. Mấy con chó là mình đi tới đâu là đi theo tới đó. Trên từng cây số luôn. Ra chỗ người ta làm việc coi. Dạ. Ê, tránh đi. Nó vậy đó, nó hiền nhất nhờ. Hiền nó hiền nhất à, con nào hiền hơn là nó cắn con hiền nhất. Nó hiền mà nó cọc lắm nha. Cho ai cho em gửi đây. Nhãn tháng này nó đừng như đừng bồng bông. Hư lật kỹ quá, lật không còn đồng rau nãy trên á. Hư lật kỹ, hư lật đẹp cái vậy. Chế lật ẩu hay gì chứ lật nhanh. Chợ người ta thích lắm. Dạ. Chợ người ta thích lắm. Thật kỹ quá, giống này nè đó thôi rồi. Mình được nhiều rồi nè cô chú anh chị. Xe, rồi bắt đầu mình xe vô. Sư nhìn thấy cái lá này giống cái mỏ quạ hả chú? Sao mà mình vuông hay vậy sư? Ôi, cái lá dính lộ. Không phú quá. Mắt không biết cái lá này là lá gì. Chứ nói lá mỏ quạ, sư nói là cái lá này chắc nó giống mỏ quạ. Mình đi hai nhãn vô cũng sớm cô chú anh chị. Rồi lây quay đi đổ lú rồi. Cũng được ít tép. Để người sẵn mình cũng làm cơm luôn. Làm cơm. Tép bằng đất không? Bữa nay mẹ sẽ đãi mình món tép găm me. Ngoài ra thì cũng có ít lá bổ quạ nè. Cái dây bổ quạ của mình bữa nay trời lá quá trời nhiều luôn rồi. Bữa nay mình nấu canh là chả cá. Con cúc cu mình giờ này mà nó cúc cu. Chị đây. Giờ này mà nó kêu ta. Cúc cu. Cúc cu. Tay mỏi. Mỗi ngày tay ra á thầy, cái tay lấy cái tay á, tay quắt quắt nó nhìn mà đây. Từ từ là nó quen là nó sẽ quắt giống như con cu cũ của mình vậy á. Em mừng cưng chứ. Cúc cu. Hết tiếng luôn.
Sô nói đó giờ Sô chưa biết ăn này. Bữa nay cho Sô ăn rồi mai mốt về. Mỗi lần về muốn ăn là phải chạy lên đây nha. Mời Sô về dưới của chú anh chị. Cũng như bà cô mà về cái đậu cái bình bắt dây gì đó rồi đó. Bây giờ mẹ mới biết ăn. Giờ ăn được còn ngon quá. Nghe Su nói là Su xin việc làm rồi. Là có người ta nhận làm đấy hả Su? Dạ. Quá em chúc mừng Su Su. Cây sáo này thổi ra chắc muốn xỉu luôn. Cây sáo là ta đục lỗ. Dạ. Thổi ra lửa. Là ta không thổi lửa chứ. Cây sáo mà thổi biết thổi là nghe là điên mỏi luôn. Giai điệu du dương nha. Ai cầm cái cây này chứ ai chỉ ra đi chỗ này hỏi nè. Lại biết lửa nữa. Thôi lửa thổi là nghe cái tiếng là nó du dương luôn á. Thôi cái này đã bắt luôn. Món quà thì bữa nay mình sẽ nấu canh với cá của chú anh chị. Rất là ngon luôn. Món này mà làm nước mắm thiệt là cay là ăn là đúng sách vở luôn. Lấy ông cậu đi thì cũng nhập viện rồi cô chú anh chị. Nhưng mà người ta chưa có cho biết ngày phải không mẹ? Chiều nay con. Chiều nay ông cậu mới người ta mới cho biết kết quả là chừng nào lên ca mổ. Dạ, để thôi mình điện cậu thử coi. Dạ, để hỏi điện cậu thử. Mẹ điện thì cậu hai điện cho mẹ chứ. Cậu hai điện. Ta lấy điện thoại cho ta. Ta lấy điện thoại điện cho cậu thử lên. Cập nhật tình hình của ông cậu. Ông cậu đi hôm bữa chia tay thì cũng nhiều cô chú anh chị hỏi thăm lắm. Rồi gửi lại chúc sức khỏe tới ông cậu rất là nhiều luôn. Lúc này ông cậu thì... Ông cậu là đọc từng cái bình luận luôn đó cô chú. Đi chảnh là đọc là mừng lắm luôn á. Đúng rồi. Thế vậy chứ cái cổ vũ tinh thần cũng rất là quan trọng luôn á. Trong lúc ốm đau bệnh hoạn mà vui lắm đó. Có cô chú quan tâm hỏi thăm vậy ông cậu cũng mừng lắm luôn. Cho cũng thay mặt ông cậu gửi lời cảm ơn đến cô chú anh chị rất là nhiều luôn. Trời này thì mưa nữa cô chú anh chị. Quá trời cái dàn đậu đũa đậu que của mình quá rồi. Dạ. Từ từ nó bắt đầu bò chuẩn bị tiếp phân được rồi đó mẹ. Bự nhỏ là không phải nửa thừa con nha. Do thư cắt bị. Chế nhẹ nhẹ thôi chứ lẹo quá em run. Nghe chê cục bự cái nhắc lại cậu còn nhỏ xíu à. Dạ với lại cái này mình dò cũng được của chú chị mà nó lâu. Rồi cái này thì vô cái bọc. Cái mình nhắc. Cắt cái đít cái mình nhắc. Tết vô luôn. Tết này là mình mới đổ lú luôn được không được. Này chồng sức me hả mẹ? Mình gan hoài cũng ăn thấy nó cũng không hơi ngán. Mình làm sức me ăn cho nó đừng ngán thôi. Dạ. Trong đây thì mình cũng có bỏ nước mắm với hạt nêm rồi đường. Chén này là chén sức me. Thử lên sớm cho nó thắt. Tết với ăn me. Chả cá mình cũng được. Ông bóp này giọng cơm nó thấy mẹ cả người chắc luôn. Dạ, quá ngon luôn. Nhìn là thấy là điếc dai rồi đó mẹ. Nó tăng tăng. Tuy nó xấu nhưng mà nó ngon nha mẹ. Tại chế nặng á. Chế không có giò. Giò thì nó tròn. Ở phía bên đây thì cái nồi tép mình cũng được luôn của chú anh chị. Cái này chắc mình nhắc nguyên chảo luôn đi mẹ. Ngon quá nha. Hút ra bỏ vô cho. Nãy giờ gia đình mình làm cơm xong rồi mời cả nhà dùng cơm với gia đình mình nha. Không mời cả nhà dùng cơm nha. Không mời cả nhà dùng cơm. Cô chú anh chị dùng cơm. Wow, ngon quá. Cô chú anh chị thôi mà kênh mình thì quen thuộc với món à. Lẩu chả cá. Lẩu chả cá thắt lát nhúng với rau mỏ quạ. Bên đây chín rồi nè con. Đây mình ngấp ra chén cho ông nguội ăn. Đây là con luôn của chú chị. Đâu, con đang gọi rau. Ừ, rau chín rồi đó con, rau bên đây nè con. Chín bên đây chín rồi nè Sô. Nè bà cô gấp cho nè. Bữa bà cô chưa ăn. Rồi, ăn chả cá đồ vô Sô. Dạ, ăn bỏ hộng rồi.
hỏi. Xu nói đây là đầu tiên Xu biết cái rau này ăn được cô chú anh chị. Cái rau này giờ hiếm dữ lắm Xu ơi. Ít khi có lắm. Đây là lần đầu tiên con ăn. Ăn cảm nhận thử coi nó làm sao. Nó hơi nhẫn nhẫn. Nó hơi nhẫn nhẫn một giọt. Nó giòn giòn đúng rồi đó. Mà nó thơm thơm nè. Thơm thơm, đúng rồi. Thơm mùi mỏ quạ. Tép gâm me cũng ngon nhiều. Bữa nay mình chở bữa mình ăn tép gâm me cũng ngon. Ăn như cua biển gì ở trong. Con thử rồi. Để có hiểu tép gâm me ăn như cua biển gâm me vậy đó. Như cua biển gâm me vậy. Quá trời nước này sôi à, chắc mình bớt ra. Bớt ra. Cả nhà. Trở về qua bên sông luôn Xu ơi. Về cả giường. Bớt ra mà kiểu là bớt qua bên sông rồi chứ chị. Nghe cô rồi chứ chị nghe lần đầu chắc thấy lạ. Rồi tắt luôn rồi. Không chịu bớt qua bên sông mà. Này đi hú luôn rồi. Bớt qua bên sông kệ đi. Chắc đi. Cho ngủ rồi ăn rồi chừng nào bỏ rau vô hả. Cái thầy nói hôm bữa rồi chứ chị. Là mẹ cái nếu mà bớt qua cái ngược lại thì nó là quay ở bên sông hả thấy thơ? Nó hướng ra ngoài sông á, cái mẹ em hay kêu kiểu dặn qua sông đi thư, bớt qua sông đi thư là phải dặn qua bên đó. Rau này Xu ăn được phải không Xu? Dạ. Ngon ha. Ừ. Bài đầu tiên giống là hết bài luôn. Dạ. Nó bùi bùi như mình làm vậy. Ngon hơn nghe mà. Dạ. Mình đi ăn tiệc mà làm cái lẩu về ăn cũng ngon rồi chứ bộ. Dạ. Lẩu chả cá. Kiếm ra rau ra cái rau này nhiều đồ đủ đãi tiệc quá. Mình của mình dưỡng dưỡng để nữa cho nó bò lên thùm lum mốt hành. Mà dạ. Nãy nó bò lên cây nhãn mẹ giật xuống rồi. Lâu lâu mình đổi món vậy ngon quá mẹ. Ngon. Tép này ăn mà quét quét vô mới ngon chưa. Vậy quét. Chứ như không con gan là không ngon phải không? Mà con gan ra ngược lại ngon. Làm hai con. Cái nước này, nước lẩu này Trang cũng ngon nữa nè. Cho tay Trang không mẹ Trang cho. Mà nấu cái lẩu này có nước dừa nữa nha. Nước dừa mới ngon. Mình được mấy ngoài dừa ngon quá trời luôn rồi. Ừ, cậu hai kêu lên bẻ, chảnh bẻ nữa kìa. Dạ, mai chiều về mình đi bẻ được Thành á. Chứ dạ. Để cậu đi chứ ngày với lại bây giờ cậu có uống được. Để cậu đi chứ ngày về cái nó bị giàu. Ngày, thường ngày cô chú chị làm cơm xong hoặc là chuẩn bị làm cơm là điện thoại cậu nha. Điện thoại cậu chạy xuống. Tụi nghị không cậu? Rồi hồi chưa khám chưa có xong mà hỏi rồi mẹ con mình có lên không? Dạ. Rồi mẹ nói mẹ bữa nay không có lên. Mệt quá rồi, không có lên. Là ngày mai là gia đình mình sẽ đi thơ cái bệnh của chính trị. Mẹ đi tái khám đó thì chú. Tái khám? Đi hôm rồi mẹ đi khám rồi, bác sĩ cho mẹ khám. Thì bây giờ là có hẹn tái khám rồi. Nếu mà đi thì, ông ấy nếu đi thì mình ghé ngày đó luôn. Dạ. Ghé thăm ông cậu luôn ha. Thế vậy chứ cũng trong đó, nghe tâm đi rồi. Dạ. Trong ở chánh điện rồi đó. Để hồi điện hồi nãy tính điện cậu rồi lấy quay quên. Cậu nói có gì ông cậu cho mình hay. Dạ. Nếu ngày mai mổ thì ông cậu cho mình hay. Chuyện gì chắc chưa?